Chào tất cả các bạn, hôm nay mình đại diện cho câu lạc bộ truyền thông Cóc Sài Gòn cũng như là đại diện cho trường đến thăm bác Hùng. Hiện tại thì bác đang dưỡng sức tại nhà và hôm nay là ngày bác lên tái khám ở bệnh viện. Thì tụi mình đã theo chân bác để mà lên tới đây để mà cho bác đi tái khám cũng như là lấy thuốc tất cả cho bác. Và cũng có một phần quà nhỏ để tặng cho bác. Bác có muốn gửi lời gì tới các bạn sinh viên không bác? Bác nhất là mang ơn tất cả phòng ban, cả thầy hiệu trưởng Tuấn nè, với lại các phòng nhân sự, phòng tổng hợp, phòng tuyển sinh, rồi phòng DDP, với lại tất cả các bác mang ơn tất cả các sinh viên và các giáo viên nữa, coi như là mang ơn tất cả mọi người ở trường đại học FPT đã giúp đỡ bác trong lúc bác gặp khó khăn, không? Bác nhất là lấy làm mang ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ bác. Đó, bây giờ thì lo được cho bác cái phần mẫu chân á, bác nhất là lấy làm nhất nhà các bạn sinh viên. Rồi nhất là chị hậu ở phòng DB á, đã ấy cho phản ứng cho các sinh viên để giúp đỡ bác. Bác rất nên làm cảm ơn tất cả mọi người. Con có giỏi gì không? Dạ thì lúc mà con phỏng vấn bác á thì bác còn lặng và bác cười nói vui vẻ rất là thân thiện với tụi con. Thì cũng nhờ bác thì tụi con mới có cái động lực để làm nên ngày hôm nay. Và con cũng xin cảm ơn bác vì bác là một cái người tạo lửa cho tụi con để giúp tụi con bước tiếp trên cái con đường của mình. Và thấy bác như thế này thì con cũng rất là xót. Thôi thì con chỉ có một chút lòng thành biếu bác nhưng mà nó không đáng bao nhiêu. Về mặt thể chất nhưng mà về mặt tinh thần thì rất là có ý nghĩa mà mong bác nhận cho tụi con. Rồi con bác cũng cảm ơn tất cả các con đã có lòng vô tới bệnh viện thăm bác. Bác giết nên là phải nói là mang ơn chứ không phải cảm ơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người ở trường đại học BT, nhờ các phòng ban như là phòng nhân sự, phòng tổng hợp, phòng DDP, phòng tuyển sinh, phòng kế toán và tất cả các sinh viên, nhất là các sinh viên các con đã giúp bác, giúp đỡ bác. Bác rất là ơn và các giáo viên nữa, có những giáo viên nữa đó đã giúp bác. Cái chân của bác thì hôm nay được tháng rưỡi rồi thì nó vẫn còn bị giống như là tụ máu với sưng ở dưới chân. Tới bích mổ thì chắc nó cũng lành rồi. Rồi cái đó là số xui của mình cũng không có ấy được. Chứ bây giờ coi như bác giờ là coi như chắc cũng phải là tệ lắm, phải 6 tháng may ra mới đi đứng này được. Giờ cũng vẫn mua thuốc đi khám tái khám này, tuần coi như tuần sau nó kêu đi tái khám nữa. Chụp á, coi như mổ là coi như là cặp nẹp trên này 7 cái đinh đó. Đinh dài này đó con. Có tại ở đây cho bác không có đem theo cái hình mà cái vết mổ á, mổ lúc trưa ấy nó ghê, nhìn nó ghê. Nhất là nói chung là thật sự cho bác cảm ơn tất cả các con, các sinh viên đã giúp đỡ bác. Mà chắc có thể là không biết là như cuối năm nay là mấy con đã lên trên quận 9 rồi phải không? Dạ đúng rồi. Ừ, nó xa rồi chứ bác không có thời gian ấy. Rồi bác cầu cho các con trong những con đường học vấn được tiến tới nha. Tiến tới mong các con ấy, các con có cái lòng nhân ái vậy nè, bác chất là ấy. Cảm ơn tất cả mọi người, không biết nói gì hơn.